Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, kể từ ngày đầu cầm quân các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có tổng cộng 27 lần chạm trán với các đối thủ ở trong khu vực Đông Nam Á. Và thật ngạc nhiên là cả 27 lần đó, đoàn quân áo đỏ dưới sự chỉ đạo của ông đã hoàn toàn bất bại. Thành tích này khiến cho không chỉ các huấn luyện viên trong khu vực ngưỡng mộ, mà ngay cả một số nhà cầm quân tên tuổi trên thế giới cũng phải chào thua, bởi từ trước đến nay chưa có ai từng làm được điều đó. Đấy cũng chính là thành tích khiến cho cả Đông Nam Á phải cúi đầu mà hồi cuối năm 2019, fanpage của tờ Goal phiên bản tiếng Thái đã khen ngợi dấu mốc khi đó của ông Park là 25 trận bất bại trước các đối thủ tới từ Đông Nam Á bằng một tấm hình kèm theo dòng chữ 25-0. Thành tích đáng nể ấy càng khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin vào một chiến thắng dễ dàng trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Đội bóng vừa mới cầm chân thành công được Thái Lan, qua đó phá tan giấc mộng World Cup của bầy voi chiến. Giới mộ điệu đã lập tức liên tưởng đến trận chung kết Champions League giữa Chelsea và Manchester City hôm 29 tháng 5 vừa qua. Fan của Chelsea thì giống như là những người yêu bóng đá Indonesia, còn người hâm mộ Man City khi đó thì tâm thế chẳng khác gì cổ động viên của Thái Lan lúc này. Họ tin tưởng rằng đội nhà sẽ ăn tươi nuốt sống đối thủ dưới cơ, nhưng rồi tất cả đã phải bẽ bàng trong thất vọng cùng cực. Cách đây vừa đúng một tuần, Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City bước vào trận chung kết Champions League với một tâm thế hết sức hân hoan, bởi một chiến thắng trước Chelsea yếu hơn hẳn sẽ không chỉ giúp cho ông bước vào ngôi đền huyền thoại của C1 với thành tích 3 lần vô địch Champions League, sánh ngang với Bob Paisley, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane, mà còn ghi dấu mốc lịch sử cho Manchester City lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League. Tâm thế ấy đã khiến cho Pep Guardiola triển khai lối đá nhanh thắng nhanh, bỏ cả Rodri lẫn Fernandinho, hai tiền vệ đánh chặn bản lĩnh nhất của mình, mà thay vào đó là lối chơi tấn công, đập chết ăn thịt đối phương với 6 cầu thủ lao lên tấn công, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống một Chelsea yếu hơn hẳn về thực lực. Rốt cuộc thì Chelsea với tâm thế cửa dưới đã chơi một trận tuyệt hay, dù chỉ kiểm soát bóng có 35%. Thế trận phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý và không biết mệt mỏi đã giúp cho Chelsea không chỉ giữ nguyên mảnh lưới trước một Man City hừng hực khí thế của Pep Guardiola, mà còn có được bàn thắng quyết định ở cuối hiệp 1, qua đó nâng cao chiếc cúp vô địch trong sự bẽ bàng của Pep Guardiola và các học trò. Trở lại với những gì diễn ra ở tại UAE, trận đấu với Thái Lan vừa qua, Indonesia cũng chỉ cầm bóng có 34% và để lọt lưới đến 2 bàn, song cuối cùng với sức trẻ và sự quyết tâm hiếm thấy, họ đã có được một điểm đầu tiên với trận hòa hủy hoại giấc mơ của voi chiến ở đấu trường vòng loại World Cup 2022. Trước mặt các cầu thủ Indonesia là đối thủ mạnh hơn người Thái rất nhiều, đó là đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay dẫn dắt đầy ma thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo, người suốt gần 4 năm vừa qua đã khiến cho cả Đông Nam Á phải khiếp sợ. Lúc này thì khá nhiều người có cùng suy nghĩ là lối chơi siêu tấn công như của Pep Guardiola ở trận chung kết Champions League với Chelsea dĩ nhiên là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu là cầu nối mở ra lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Thắng được Indonesia, thắng nốt Malaysia là tuyển Việt Nam đã chắc chắn ghi tên mình vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, điều mà trong suốt lịch sử của mình, bóng đá Việt Nam vẫn chưa từng làm được. Lựa chọn ấy về mặt lý thuyết mà nói là có cơ sở khi mà thầy Park đang nắm trong tay những siêu tiền đạo đang khiến cho cả V-League phải rung mình. Đó là những Văn Toàn, Công Phượng, bên cạnh đó là những tên tuổi lẫy lừng ở trên hàng công như Phan Văn Đức, Hoàng Đức, Tiến Linh và dĩ nhiên là cả Quang Hải nữa. Ở hai cánh thì sức tấn công mạnh mẽ của Văn Hậu, Văn Thanh sẽ khiến cho những phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên cực kỳ đa dạng. Lựa chọn ấy cũng sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khỏa lấp đi điểm yếu ở giữa sân, nơi mà ông Park sẽ phải so bó đũa chọn cột cờ ở vị trí mà Hùng Dũng để lại. Đồng thời Tuấn Anh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi phong độ. Ở hàng thủ, Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn còn khá mong manh sau chấn thương, trong khi đó thì khung gỗ sẽ là một Tấn Trường thất thường, chứ không phải là một Đặng Văn Lâm, thủ môn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của thầy Park. Chơi với thế trận tấn công đầy lạ lẫm, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ giấu bài được trước một đối thủ quan trọng nhất của mình, đó là Malaysia. Chắc chắn là họ đã có tai mắt ngồi ở trên khán đài để không bỏ qua một chi tiết nào dù là rất nhỏ của thầy trò ông. Với nhận định như vậy thì khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo chọn thế trận tấn công là khá cao. Nếu như nhìn vào thế trận giữa Thái Lan và Indonesia hôm 3 tháng 6 để phân tích điểm yếu của các học trò huấn luyện viên Shin Tae-yong thì có thể nhận thấy rằng hai bàn thua của họ trước người Thái đã để lộ ra tử huyệt, đó chính là không chiến. Đối đầu với Thái Lan, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tung ra sân đội hình 4-2-3-1 thiên về phòng ngự.
các cầu thủ Indonesia lùi đội hình xuống khá thấp và tranh chấp rất quyết liệt nhằm không cho Thái Lan rảnh chân để triển khai bóng. Tuy vậy, đội bóng xứ sở vạn đảo vẫn phải nhận hai bàn thua đều liên quan đến những pha không chiến. Trong bàn thua đầu tiên, toàn bộ 11 cầu thủ của Indonesia đã lùi về vòng cấm địa để chống lại tình huống đá phạt góc của đối phương, nhưng vẫn không kiểm soát được tình hình. Agung đã nhảy lên đánh đầu không như ý để cho bóng đến chân của Narubodin bên phía Thái Lan và sau đó là một cú dứt điểm làm tung mảnh lưới của thủ thành Nario. Ở bàn thua còn lại thì vẫn là sự lơi lỏng trong khâu kèm người đến từ hàng thủ của Indonesia. Họ để cho Suphan bên phía Thái Lan thoát xuống trong tư thế rất thoải mái ở cánh phải và đánh đầu chuyền bóng vào vòng 5m50. Bên phía trong thì Krayson cũng không gặp nhiều khó khăn để đánh đầu nối ghi bàn cho Thái Lan. Nếu so với chỉ số chiều cao, hàng thủ của huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng không tới nỗi quá thua kém so với đối phương, nhưng khả năng tổ chức cũng như là kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn hạn chế, khiến cho Indonesia đã không thể giữ sạch được mảnh lưới. Trong số 10 hậu vệ mà huấn luyện viên Shin Tae-yong mang đến UAE lần này, người khoác áo đội tuyển Indonesia nhiều nhất cũng chưa vượt quá 5 lần. Họ chơi hay khi mà tinh thần lên cao, nhưng cũng có thể mất tập trung và mắc sai lầm một cách bất ngờ. Một điểm chung trong các chiến thắng trước người Indonesia của huấn luyện viên Park Hang-seo đó là các tình huống cố định và những pha không chiến. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Triệu Việt Hưng đã đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ giúp cho U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia với tỷ số 1-0. Ở vòng bảng SEA Games 2019, Hùng Dũng từ chấm đá phạt góc đã treo bóng chính xác để cho Thành Trung lắc đầu tung lưới U22 Indonesia gỡ hòa cho U22 Việt Nam. Khi hai đội tái ngộ ở trong trận chung kết, vẫn là một pha tạt bóng từ cánh trái của Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu đã bật cao hơn toàn bộ hàng thủ của đối phương để tạo ra bàn mở tỷ số. Trong tình huống ấy, cả Tiến Linh và Đoàn Văn Hậu đều cho thấy sức bật đáng sợ, áp chế hoàn toàn các cầu thủ của đội bạn. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các pha không chiến của đội tuyển Việt Nam cũng khiến cho người Indonesia phải méo mặt. Trong trận lượt đi ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra hồi cuối năm 2019, đoàn quân áo đỏ đã phá vỡ thế bế tắc bằng một quả phạt góc. Quang Hải treo bóng từ cánh phải, Tiến Linh đánh đầu ngược về phía sau, Đoàn Văn Hậu bật cao nhả bóng về khoảng không trước khung thành và Duy Mạnh lập tức có mặt để ghi bàn thắng. Cả quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 4 giây và các cầu thủ Indonesia gần như là chỉ biết đứng nhìn. Hướng về cuộc đọ sức vào ngày 7 tháng 6 sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo đang có rất nhiều cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt để có thể đặt niềm tin. Tiến Linh đang có phong độ cao trong màu áo của BKMX Bình Dương. Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thành Trung, Hồ Tấn Tài vẫn cực kỳ thiện chiến trong những tình huống cố định. Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên đầy tiềm năng đang nổi lên ở tại Hà Nội FC. Tính từ đầu mùa giải 2020, trung vệ sinh năm 1999 này đã có tới 5 bàn thắng cho đội bóng thủ đô. Riêng với trường hợp của Đoàn Văn Hậu, anh là một dấu hỏi do mới bình phục chấn thương, nhưng nếu như cần, thầy Park vẫn có thể sử dụng anh để tạo ra sự đột biến. Tinh thần của Indonesia đang lên cao sau trận đấu với Thái Lan. Dù vậy thì trong quá khứ, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam đã có kinh nghiệm đối đầu với những đối thủ kiểu như vậy. Sau khi giảm được sự hưng phấn từ đội bạn, hãy chờ những oanh tạc cơ của đoàn quân áo đỏ xuất kích và đem về chiến thắng. Song rất có thể thế trận ấy sẽ là con dao hai lưỡi khi mà các cầu thủ trẻ Indonesia đang có được khí thế cũng như là phong độ khá ổn ở thời điểm hiện tại. So với đội hình thua đội tuyển Việt Nam 1-3 hồi cuối năm 2019, Indonesia hiện tại không mạnh bằng. Nhưng về tinh thần thì đội bóng dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong tốt hơn rất nhiều. Khoảng hơn một năm rưỡi trở về trước, dưới thời cựu huấn luyện viên Simon McManamy, người Scotland, đội tuyển Indonesia hầu như là không có chút sinh khí gì ở các giải đấu quốc tế. Và đấy là lý do giải thích cho việc đội bóng xứ sở vạn đảo toàn thua 5 trận đầu tiên của mình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chính vì thế, hồi ấy dù trong đội hình có hầu hết các ngôi sao hàng đầu của bóng đá Indonesia như là Arianto, Jufriari, Ivan Backdim hay cả cầu thủ nhập tịch gồm có Stefano Lillipalli và Beto Goncalves thì đội bóng xứ sở vạn đảo vẫn thiếu đi sinh khí, đồng thời có cảm giác như là cầu thủ của họ chỉ đá cho xong. So với thời điểm trên, đội tuyển Indonesia hiện nay của huấn luyện viên Shin Tae-yong ít kinh nghiệm hơn rất nhiều. Đội hình hiện tại đang dự vòng loại World Cup 2022 của Indonesia thực chất là thành phần được chuẩn bị cho SEA Games 31 vào cuối năm nay, cũng như là hướng về giải U23 châu Á trong năm sau. Còn riêng với chiến dịch vòng loại World Cup, đằng nào thì Indonesia cũng đã bị loại rồi. Thế nhưng xuất phát từ chỗ đã chắc chắn bị loại, cầu thủ xứ sở vạn đảo chơi với tâm lý không còn gì để mất và trở nên đáng ngại hơn nhờ tâm lý này. Mặt khác, hai điểm quan trọng mà huấn luyện viên Shin Tae-yong thổi vào đội tuyển Indonesia khác hẳn với người tiền nhiệm Simon McManamy. Thứ nhất đó là thể lực và thứ hai đó là tinh thần.
Về mặt tinh thần, các cầu thủ trẻ của Indonesia đá cứ như thể là các chiến binh, họ không biết sợ, kể cả việc là không sợ những pha va chạm nguy hiểm. Cứ cho rằng là trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ khi mà bỏ qua quá nhiều lỗi thô bạo của cầu thủ Indonesia, giúp cho họ tránh được việc thi đấu thiếu người vì bạo lực. Nhưng với tinh thần luôn lao vào đối phương một cách bất chấp, các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong ít nhiều cũng đã khiến cho cầu thủ Thái Lan phải sợ. Còn về mặt thể lực thì giới chuyên môn đã thấy rõ đây là sự khắt khe của huấn luyện viên Shin Tae-yong trong thời gian qua đã cho thấy tác dụng rõ rệt. Cầu thủ Indonesia lúc này khỏe hơn, việc họ không ngại va chạm cũng đã cho thấy sự tiến bộ rõ ràng về mặt thể lực. Dưới thời huấn luyện viên Simon McManamy khoảng hơn một năm rưỡi về trước, vị huấn luyện viên người Scotland quản quân quá kém, các học trò của ông thường luyện tập sơ sài dẫn đến sức bền bị sa sút. Và lại thời điểm ấy, huấn luyện viên Simon McManamy chỉ chờ ngày bị đuổi, cho nên toàn thể từ thầy đến trò chỉ thi đấu các trận vòng loại World Cup theo đúng thủ tục, chứ không có quyết tâm gì cả. Thành ra đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong bây giờ giàu sức sống hơn, cho dù nếu như so về từng cá nhân trong đội hình, thì các vị trí của đội bóng xứ sở vạn đảo hiện tại kém tên tuổi, thậm chí kém hơn cả về mặt chuyên môn. Nhưng thi đấu với đội hình giàu quyết tâm, luôn hừng hực khí thế, kể cả khi đá xấu thì chẳng bao giờ là điều dễ dàng cả. Thế nên đá với đội tuyển Indonesia của huấn luyện viên Shin Tae-yong vào lúc này có lẽ còn khó hơn là đá với đội bóng xứ sở vạn đảo dưới thời huấn luyện viên Simon McManamy hồi cuối năm 2019 mà đội tuyển Việt Nam đã từng thắng 3-1 ở ngay tại đảo Bali của họ. Mong rằng là thầy Park đã có được phương án dự phòng khả thi nếu như thế trận siêu tấn công của đội tuyển Việt Nam phải gặp bất trắc, và phương án ấy sẽ phát huy hiệu quả thay vì sập bẫy chính mình giống như là Pep Guardiola trước Chelsea của Tuchel tại Champions League hôm 29 tháng 5 vừa rồi. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.